cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Ly Dân Ha, sự thật rùng rợn về con ác quỷ đội lốt người cha hoàn hảo. Từng được mọi người biết đến như một ông bố mẫu mực, anh ta đã dốc hết sức tuổi thanh xuân của mình vì người con gái mắc bệnh hiếm gặp đáng thương. Tuy nhiên sau đó thì Ly Dân Ha đã khiến cho cả đất Hàn Quốc ngỡ ngàng khi biết được con ác quỷ thực sự đứng đằng sau hình ảnh người bố hoàn hảo kia. Vào năm 2005, đài truyền hình Hàn Quốc đã phát sóng một bộ phim tài liệu về một gia đình họ đang gặp khó khăn vì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, và nó đã gây xúc động cho hàng triệu khán giả. Nhân vật chính trong bộ phim là Ly Dân Ha, sinh vào năm 1982, đã mắc chứng bệnh hiếm gặp là khối u khổng lồ ở vùng mặt từ 5 lên 9. Đây là khối u lành tính, nhưng đã phát triển giữa răng và hàm trên, nên đã khiến cho mặt người bệnh bị sưng to và biến dạng. Dân Ha đã phải trải qua 5 lần phẫu thuật để cắt bỏ khối u này. Bác sĩ đã chỉnh hình giúp khuôn mặt của anh ta không còn quá khác biệt với người bình thường, nhưng chỉ còn lại mấy chiếc răng hàm. Con gái của Dân Ha, tên là Lee Ah-jun, cũng đã mắc chứng bệnh này do tính di truyền từ bố. Để chữa bệnh cho con, thì Dân Ha đã tìm mọi cách để xin tiền quyên góp và nó đã thu hút sự chú ý lớn của truyền thông. Sau khi lên TV để nói về gia cảnh của mình, thì Dân Ha đã được nhiều người ca ngợi và đặc biệt danh là Mola Daddy. Vào năm 2007, Dân Ha đã xuất bản một cuốn sách Mola Daddy Happiness, nội dung kể về một gia đình hạnh phúc bên vợ con và quá trình sống chung với căn bệnh hiếm gặp. Cuốn sách này đã khiến cho nhiều người đọc phải xúc động. Tuy nhiên vào 10 năm sau, gia đình nhỏ này lại một lần nữa xuất hiện trước công chúng, nhưng lại theo một cách mà không ai có thể ngờ tới. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2017, Cho Mi-sun, là vợ của Dân Ha, đã chết do rơi từ cửa sổ nhà vệ sinh ở tầng 5 của ngôi nhà đang thuê ở Seoul. Việc cô tự tử hay bị sát hại thì đến nay vẫn chưa có được giải đáp. Vào vài ngày trước đó, thì cảnh sát đã nhận được điện thoại của Mi-sun để trình báo về việc bị bố dượng của Dân Ha bắt ép phải quan hệ tình dục kể từ năm 2009. Cảnh sát sau đó cũng đã tìm thấy mẫu ADN của bố dượng Dân Ha trong cơ thể của Mi-sun, nhưng lại không có chứng cứ để chứng minh hành vi cưỡng hiếp. Khi cảnh sát còn đang điều tra vụ việc, thì Mi-sun đã chết một cách đầy bất ngờ. Khi kiểm tra tại nhà của Dân Ha, thì cảnh sát đã tìm thấy một bức di thư được in ra từ máy tính. Nó đã miêu tả tường tận hành vi xâm hại của bố dượng chồng trong suốt 8 năm. Trên cơ thể của Mi-sun lúc này có rất nhiều vết thương cũ lẫn mới. Sau đó thì Dân Ha đã ngay lập tức đệ đơn kiện, tuy nhiên gã bố dượng cũng đã bất ngờ treo cổ tự vẫn ngay tại nhà. Ở trong đám tang, Dân Ha đã ôm hôn di ảnh của vợ và vừa khóc vừa hát. Nhưng chưa đầy một tháng sau thì anh ta đã bị bắt vì nghi cưỡng hiếp và sát hại một thiếu nữ 14 tuổi. Thi thể của nạn nhân đã được phát hiện trên núi ở tỉnh Gangwon-do sau nhiều ngày được thông báo mất tích. Vào ngày 4 tháng 10 năm 2017, cô bé đã chết vì bị ngạt thở và khi khám nghiệm thì cảnh sát phát hiện có dấu hiệu bị cưỡng bức. Cảnh sát sau đó đã phát hiện ra người cuối cùng mà nạn nhân liên lạc chính là Arun, con gái của Dân Ha. Từ camera giám sát ở trước cửa nhà của Dân Ha thì cảnh sát đã xác định nạn nhân có đến nhà của họ vào trưa ngày 30 tháng 9 rồi không thấy trở ra. 3 ngày sau, hai cha con Dân Ha đã kéo một chiếc vali lớn màu đen ra khỏi nhà và đặt lên cốp sau ô tô, rồi lái xe về phía Gangwon-do. Khi bị thẩm vấn, thì ban đầu Dân Ha đã nói nạn nhân chết vì uống nhầm thuốc ngủ quá liều. Nhưng trước nhiều chứng cứ và lời khai từ người con gái, thì hắn ta buộc phải thừa nhận tội ác của bản thân. Dân Ha khai rằng nạn nhân đã khiến cho hắn ta nhớ đến người vợ đã khuất của mình. Ah-jun khai rằng cô đã nghe lời của bố để dụ bạn đến nhà, sau đó cho bạn uống nước pha thuốc ngủ, rồi rời khỏi nhà đến tối mới về. Trong thời gian này, thì Dân Ha đã tấn công tình dục rồi gây án trước khi cô bé tỉnh lại. Arun cũng đã giúp bố mình vứt xác và nói dối khi mẹ nạn nhân gọi điện để hỏi thăm tung tích của con gái. Trong quá trình điều tra, thì cảnh sát ghi nhận Dân Ha đang bị rối loạn chức năng tình dục, có xu hướng bạo dâm và bị ám ảnh với thiếu nữ tuổi teen. Sau khi bắt Dân Ha, thì cảnh sát đã đồng thời lật lại cái chết của Mi-sun và phát hiện nhiều điểm nghi vấn trong cái chết của cô. Dân Ha và Mi-sun đã sống cùng nhà vào năm 2002, khi cô gái này chỉ mới 16 tuổi. Vào một năm sau thì Arun đã chính thức ra đời. Những người hàng xóm cho hay rằng Mi-sun hầu như không bao giờ bước chân ra khỏi nhà, thường xuyên bị Dân Ha bạo hành và cưỡng ép quan hệ. Dựa trên camera giám sát, Dân Ha là người đầu tiên phát hiện ra vợ mình rơi xuống lầu,
nhưng không có vẻ hoảng hốt muốn cứu, mà lại thay đổi tư thế của cô lúc đã rơi xuống đất. Hôm sau, Dương Hà đã cùng em trai của mình rửa sạch các vết máu ở hiện trường. Trong buổi tái thẩm vấn, thì Dương Hà thừa nhận đã đánh vào đầu của vợ trước khi cô qua đời. Nhưng cảnh sát lại không có chứng cứ trực tiếp để chứng minh anh ta đã đẩy vợ mình xuống lầu. Khi khám nhà Dương Hà, thì cảnh sát cũng đã tìm thấy nhiều băng đĩa khiêu dâm, một số trong đó có cả hình ảnh của Mi Sun. Khi cảnh sát càng đi sâu vào để điều tra, thì những bí mật tội ác của Dương Hà càng khiến cho công chúng ở Hàn Quốc phải cảm thấy kinh hãi. Vào 10 năm trước, Dương Hà đã nhận được 1,3 tỷ won là tiền quyên góp chữa bệnh cho con gái. Sau khi chi trả hết viện phí là 150 triệu won, thì Dương Hà đã dùng số tiền còn lại để bắt đầu tiêu xài phung phí. Hắn ta đã mua 3 chiếc ô tô, 2 căn nhà, bỏ ra 40 triệu won để xăm kín người mình và cùng với đó là xăm đầy ngôn từ tục tĩu lên người của vợ. Sau đó, hắn ta còn mở một tiệm massage kích dục, ép vợ mình phải làm việc tại đây và lên mạng tuyển thiếu nữ dưới 20 tuổi để môi giới bán dâm. Hắn ta còn lén quay video khiêu dâm của vợ và các nhân viên rồi bán trên mạng để kiếm tiền. Câu chuyện của Dương Hà đã khiến cho công chúng ở Hàn Quốc vô cùng ngỡ ngàng và phẫn nộ. Hầu hết mọi người đều không thể tin được rằng đằng sau hình ảnh của một ông bố mẫu mực lại là một kẻ thủ ác vô cùng man rợ. Hắn ta đã lợi dụng lòng tốt của mọi người để trục lợi, lạm dụng tình dục vợ, cưỡng bức và giết hại bé gái chỉ mới 14 tuổi. Chính vì tính nghiêm trọng của vụ án nên cơ quan chức năng đã quyết định công khai tên thật cũng như hình ảnh của Lee trên tất cả phương tiện truyền thông. Báo chí và đài truyền hình từng đưa tin về gia đình của Dương Hà trong quá khứ cũng đã bị công chúng ném đá không thương tiếc vì đã không tìm hiểu kỹ thông tin về cuộc sống cũng như lịch sử phạm tội của hắn ta. Vụ việc của Dương Hà đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của giới truyền thông vì cạnh tranh với nhau mà đã đưa tin sai lệch và không đúng sự thật. Việc này chẳng khác gì là đang lừa gạt công chúng. Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 21 tháng 2 năm 2018, Lee Dương Hà đã phải nhận án tử hình về tội cưỡng hiếp và giết người. Sau khi kháng cáo thành công, thì hắn ta đã được giảm án thành còn tù chung thân. Tòa nhận định tâm lý của Dương Hà đã bị ảnh hưởng bởi quá trình trưởng thành không bình thường, cùng với đó là hoàn cảnh nghèo khó và bị khuyết tật từ khi còn nhỏ. Khi tòa tuyên án xong, thì cha của nạn nhân đã phản đối ngay tại chỗ. Cùng với đó thì cư dân mạng Hàn Quốc cũng đã đăng tải hơn 100 đơn kiến nghị để yêu cầu mức án tử hình đối với Dương Hà, nhưng đáng tiếc là đã không có gì thay đổi. Ah-jun cũng đã nhận 4 đến 6 năm tù, được thi hành án ở trại cải tạo tội phạm vị thành niên. Trong một cuộc phỏng vấn sau khi bị bắt, thì nhà báo đã có vài câu hỏi đối với Lee Ah-jun, nhưng lời của cô ấy sau đó đã khiến cho mọi người phải rùng mình. Đây là điều tôi nên làm, vì mẹ đã mất, nên trong nhà lúc này cần phải một người mẹ mới, người sẽ sẵn sàng giúp bố mỗi khi cần. Tôi thực sự đã bị sốc, mức độ tẩy não như thế này là quá khủng khiếp. Có thể dự đoán rằng, tương lai của Ah-jun sẽ cần sự chăm sóc của chuyên gia tâm lý trong một thời gian dài. Kỳ án về Richard, xác chết với 5 phát đạn ở trong công viên hẻo lánh. Vào ngày lễ tình nhân năm 2010, Richard Su, 46 tuổi, đã mang theo quà và thiệp, đang lái xe đến công viên Benton Bridge ở thành phố Lula, bang Georgia, Mỹ. Vào ngày hôm đó theo kế hoạch, thì lẽ ra anh sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn với vợ của mình, tên là Stacy Su. Nhưng rồi thay vào đó, thì anh lại gặp phải một kết cục vô cùng đẫm máu. Richard đã bị bắn chết bởi 5 phát đạn, trong đó có 2 phát vào bụng, 1 phát vào ngực và 2 phát bắn thẳng vào mặt. Khi Stacy đến điểm hẹn là một nơi rất vắng vẻ và không có ánh đèn, thì cô phát hiện chồng mình đã chết. Anh lúc này đang nằm sõng soài trên mặt đất ở bên cạnh chiếc xe tải của mình. Anh ấy bị bắn, Stacy đã hét lên đầy thảm thiết với điều phối viên 911 qua điện thoại. Tại hiện trường của vụ giết người, thì các nhà điều tra có thể xác định được những vết bánh xe không phải là xe của vợ chồng Richard xuất hiện trên nền đất. Đất tại hiện trường khá mềm và nhiều bùn, nên đã có lợi cho việc bảo quản vết lốp. Họ nhận định rằng chiếc xe này đã tới công viên trước Richard và đã rời đi sau khi nạn nhân tử vong. Cảnh sát tin rằng kẻ sát nhân ngồi trên chiếc xe này và đã ngồi sẵn ở đây để chờ đợi Richard. Điều tra viên sau đó xác định được hãng đã sản xuất lốp xe, nhưng không tìm được chiếc ô tô khả nghi để đối chiếu, nên manh mối này đã không giúp ích được gì nhiều. Khi Stacy tìm thấy Richard, thì xe tải của anh vẫn còn đang nổ máy, cửa phía ghế tài xế mở và đèn pha bật sáng. Cảnh sát cho rằng có vẻ như Richard chỉ vừa dừng xe vào lề đường và ra khỏi xe để tiếp cận kẻ đã bắn anh. Những cảnh sát đầu tiên đến hiện trường đã ngay lập tức cảm thấy có gì đó không bình thường.
họ nhận định vụ nổ súng không phải là ngẫu nhiên. Richard chỉ là một người bình thường và không có vũ khí. Trong khi đó, điều tra viên thấy rằng những phát súng làm xé toạc cơ thể Richard là khủng khiếp và quá mức cần thiết. Ví tiền và những tài sản khác trên xe của Richard bao gồm đồng hồ và nhẫn vẫn còn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ cướp. Các thám tử đã lùng sục khắp hiện trường vụ án để tìm bằng chứng, nhưng họ không tìm được gì hơn dưới lớp đất mềm thấm máu này. Theo lời khai của Stacy, vào tối ngày 14 tháng 2 năm 2010, cô đã hẹn chồng tới công viên hoang vắng này. Đây là một địa điểm mà họ đã khám phá ra trước đó khi đang lái mô tô đi dạo. Tại đây thì họ dự định sẽ hẹn hò và tặng quà cho nhau. Tuy nhiên Stacy cho biết rằng người thay ca cho cô ở trung tâm y tế đã đến muộn, nên nhắn chồng hãy lái xe đến thẳng công viên và gặp xe anh ở đó. Nhưng rồi khi Stacy đến thì cô đã tìm thấy thi thể đầy vết đạn của anh. Những người quen biết với hai vợ chồng Stacy và Richard đều mô tả họ là một gia đình hạnh phúc và hòa hợp. Stacy hiện đang làm việc tại trung tâm phẫu thuật thần kinh và cuộc sống. Cô là trụ cột của gia đình và được nhận xét có bản tính tỉ mỉ. Là người sẽ làm việc cật lực để đảm bảo rằng các con của cô sẽ có mọi thứ mà chúng cần. Người phụ nữ này đã từng trải qua 4 cuộc hôn nhân và có 3 con riêng. Richard là người chồng thứ 5 của cô ta. Người chồng là người có tính cách vui vẻ, đam mê khinh khí cầu và lái mô tô trên những con đường quanh co của dãy núi phía bắc Georgia, cùng với đó là thích nấu ăn và chơi bóng đá. Anh ta được mô tả là một người cha tuyệt vời. Richard yêu quý 3 cậu con trai riêng của Stacy đến mức đã nhận chúng làm con nuôi hợp pháp và đối xử với chúng không khác gì con ruột của mình. Hai vợ chồng cũng thường xuyên cùng con tham gia vào các hoạt động. Tuy nhiên, trong buổi thẩm vấn vào đêm Richard bị giết, thì cảnh sát lại phát hiện ra chi tiết không ngờ. Trái ngược với hình ảnh về một gia đình hạnh phúc trong mắt mọi người, thì Stacy thừa nhận từ lâu đã có mối quan hệ ngoài luồng với một nam đồng nghiệp. Nhân tình của cô có tên là John Reyes. Cảnh sát biết được rằng John hiện đã ly hôn và đang gặp khó khăn về tiền bạc. Stacy đã cho gia đình chôn sống trong một ngôi nhà mà hai vợ chồng cô đang sở hữu. Đồng thời, Stacy cũng đã thuê một căn hộ khác để làm nơi hẹn hò lãng mạn với nhân tình của mình. Ngoài ra, Stacy còn trả tiền điện thoại di động, cũng như chiếc xe tải mà John đang lái, hoặc là những chuyến nghỉ dưỡng của hai người. John trước đây từng làm nhân viên bảo vệ tại một khách sạn sang trọng. Dù anh ta không có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, nhưng Stacy vẫn dựa vào chức vụ quản lý của mình để giới thiệu cho người tình làm trợ lý phẫu thuật tại nơi cô làm việc. Stacy đã nói với cảnh sát rằng, ngay từ đầu tuần thì cô đã tiết lộ cho John biết về kế hoạch cũng như địa điểm và thời gian diễn ra cuộc hẹn với chồng ở công viên. Ngay lập tức điều tra viên đã coi John là nghi phạm. Dường như đây là tội ác kinh điển của một mối tình tay ba, một gã nhân tình ghen tuông muốn loại bỏ chồng của người tình. Các nhà điều tra đã nhanh chóng đến nơi ở của John vào lúc 4 giờ sáng và gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Vào sáng hôm sau thì họ đã tìm thấy John tại nơi làm việc. Người đàn ông này cho biết rằng đêm qua bản thân đã ở nhà và không hề nghe thấy tiếng gõ cửa. Tại đồn cảnh sát, John đã đồng ý nói chuyện với các thám tử mà không cần luật sư. John thoải mái thừa nhận có mối quan hệ tình cảm với Stacy, nhưng khẳng định anh ta không liên quan gì đến vụ giết người. John nói vào đêm xảy ra án mạng, anh ta đã ở nhà cả đêm với gia đình. Vợ cũ của John cũng đã xác nhận lời khai của anh ta. Cô đang sống cùng nhà để cố gắng hàn gắn với chồng của mình. John cũng đã đồng ý thực hiện bài kiểm tra nói dối và đã vượt qua. Qua quá trình điều tra, thì cảnh sát đã loại bỏ John Reyes ra khỏi danh sách tình nghi. Đến lúc này, manh mối mà họ có được vẫn chỉ là vết lốp xe đã xuất hiện trên nền đất ẩm ướt tại hiện trường vụ sát hại Richard. Dù đã xác định được chủng loại, nhưng có vô số xe sử dụng loại lốp này trong khu vực. Vì vậy, việc tìm kiếm là một nhiệm vụ khá nặng nề. Khi cuộc điều tra gần như đi vào ngõ cụt, thì cảnh sát đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ nhân viên bộ phận y tế tại trung tâm y tế, nơi mà vợ của nạn nhân, Stacy, đang làm việc. Anh ta cho biết rằng, khi đang xóa các tệp rác khỏi tài khoản email của nhân viên theo định kỳ, thì nhận thấy tài khoản email của Stacy đã bị xóa hoàn toàn vào 3 ngày cuối tuần, là thời điểm xảy ra án mạng. Anh thấy điều này bất thường nên đã quyết định trình báo. Điều mà Stacy không biết là chúng đều đã được sao lưu. Các thám tử sau đó đã ngay lập tức nhận được lệnh kiểm tra tất cả các email của Stacy. Cuối cùng họ phát hiện 2 email đã được gửi tới ngân hàng. Email thứ nhất là yêu cầu chuyển 8.902 đô la Mỹ vào tài khoản cá nhân của một phụ nữ có tên là Linicha Roth. Điều kỳ lạ là email thứ hai lại tiếp tục là yêu cầu chuyển tiền tới Linicha chỉ vài ngày trước khi Richard bị sát hại với số tiền là 1.100 đô la Mỹ.
Linicha là trợ lý y tế tại phòng khám nơi mà Stacy đang làm việc. Các nhà điều tra sau đó đã nói chuyện với người phụ nữ này. Linicha cho biết rằng đang thuê nhà của Stacy và xác nhận số tiền khoảng 10.000 đô la Mỹ được dùng để sửa chữa ngôi nhà. Cô còn nói có thể dùng chúng để cung cấp dịch vụ sửa chữa và đường nước. Vụ án tưởng chừng lại bắt đầu bế tắc, thì cảnh sát đã bất ngờ nhận được cuộc gọi từ em họ của Stacy nói rằng vào thời điểm xảy ra án mạng thì chiếc xe của ông bà cô đã biến mất. Stacy thông báo rằng đã bán xe với lý do để lấy tiền chi trả các chi phí y tế cho ông bà. Người em họ cho biết rằng dù Stacy nói bán xe được 14.000 đô la Mỹ, nhưng gia đình và kể cả ông bà mình chưa bao giờ nhìn thấy số tiền này. Cảnh sát sau đó đã tìm ra chiếc xe đậu tại nhà của Linicha Rose. Đáng nói, lốp của nó giống hệt loại xuất hiện tại hiện trường vụ án. Họ tin rằng đó là phương tiện được sử dụng trong vụ giết người. Nhưng ai đã lái chiếc xe vào đêm Richard bị sát hại? Cảnh sát sau đó đã kiểm tra hồ sơ từ thắt điện thoại di động địa phương để lấy thông tin về tất cả các cuộc gọi diễn ra trong khu vực vào đêm hôm đó. Cảnh sát xác định một loạt cuộc gọi đã diễn ra vào đêm xảy ra án mạng, từ Reggie đến Linicha và sau đó là từ Linicha đến Stacy. Họ tin rằng các cuộc gọi là để sắp đặt cái bẫy dành cho Richard và xác nhận đây là một vụ giết người có tính toán từ trước. Reggie đã bị cáo buộc là kẻ nổ súng giết chết Richard. Người đầu tiên bị cảnh sát bắt chính là Reggie, sau đó là đến Linicha tại một điểm dừng giao thông và cuối cùng là Stacy đã bị bắt tại văn phòng của cô ta. Cơ quan điều tra nhận định Linicha và Reggie đã đồng ý thực hiện âm mưu giết người chỉ vì tiền. Nhưng còn Stacy, tại sao cô ta lại muốn chồng mình phải chết? Sau khi bị bắt, thì Linicha đã khẳng định mình vô tội, trong khi Reggie luôn phủ nhận mọi chuyện. 7 tháng sau cái chết của Richard, Stacy là người đầu tiên lên tiếng thú nhận tội ác và tiết lộ chi tiết về kế hoạch. Stacy nói với cảnh sát rằng cô muốn hại chồng vì tin rằng anh ta đã quấy rối tình dục các con trai của cô. Stacy cho biết thêm rằng một trong những đứa trẻ đã nói với mình điều này. Cô cũng đã từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Vì vậy, để bảo vệ các con thì Stacy muốn giết Richard. Cô sau đó đã tâm sự với người đồng nghiệp Linicha. Tôi không muốn báo cảnh sát, tôi không muốn ly hôn, tôi chỉ muốn anh ta chết, Stacy nói. Theo lời khai, khi Stacy nói điều này với Linicha thì nữ đồng nghiệp đã có gợi ý rằng bạn trai mình có thể giết Richard. Stacy sau đó đã đồng ý trả tiền để thuê Reggie. Gần một tháng trước vụ án mạng, Stacy và Linicha đã tới gặp Reggie tại căn hộ của anh ta để thảo luận về âm mưu sát hại chồng. Họ đã thống nhất rằng Reggie sẽ nhận được 10.000 đô la Mỹ và chiếc xe ô tô của ông bà Stacy. Ngoài ra, Linicha sẽ tiếp tục được sống miễn phí tại một trong những ngôi nhà của Stacy. Sau đó, cả ba đã đi tìm hiểu nơi dự định sẽ ra tay ở công viên Benton Bridge. Và Reggie nhận xét đây là một nơi hoàn hảo để gây án. Nhưng vào đêm xảy ra án mạng, Reggie đã làm hỏng mọi việc. Stacy muốn vụ giết người giống như một vụ cướp và đã rất tức giận khi Reggie không lấy đồng hồ, tiền hay xe của Richard để đánh lạc hướng cảnh sát. Không những vậy, Stacy nói không muốn chồng chịu quá nhiều đau đớn nên chỉ đề nghị bắn một phát vào đầu nạn nhân. Tuy nhiên, Richard cuối cùng lại bị bắn 3 phát vào ngực và 2 phát vào mặt. Cũng theo Stacy, sau khi bị bắt, con trai của cô ta đã thừa nhận rằng Richard chưa bao giờ lạm dụng họ và cũng đã xin lỗi mẹ vì đã phóng đại quá mức mọi chuyện. Tuy nhiên, Stacy lại kể một câu chuyện khác khi chị gái của Richard đến thăm tù. Cô ta nói đã giết Richard vì lo lắng rằng nếu ly hôn thì người chồng có thể giành được quyền nuôi 3 con trai bởi anh đã là bố nuôi hợp pháp của chúng. Dù lý do là gì đi nữa, Stacy vẫn phải dành phần đời còn lại của mình sau song sắt. Vào tháng 12 năm 2012, Stacy đã nhận tội giết người và bị kết án tù chung thân, không có cơ hội ân xá. Công tố viên đã không đề nghị mức án tử hình cho Stacy để đổi lấy lời khai chống lại Linicha và Reggie. Hai đồng phạm sau đó cũng đều nhận án chung thân. Hiện tại, người phụ nữ này đang bị giam giữ tại nhà tù bang Pulaski ở Hawkinsville, Georgia. Kỳ án về Erlen, hai xác chết bí ẩn trong những ngày tuyết rơi. Poppy, 29 tuổi, và chồng là Jeff, cả hai mới vừa chuyển đến định cư tại thị trấn Alma, cách khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng Breckenridge khoảng 30 phút về phía nam, bang Colorado. Vào lúc 18 giờ 21 phút ngày 6 tháng 1 năm 1982, Poppy đã gọi điện cho Jeff để thông báo rằng cô sẽ đi uống bia cùng với bạn bè ở Breckenridge và sẽ đi nhờ xe để về nhà sớm.
việc đi nhờ xe là rất phổ biến ở các thị trấn miền núi vào những năm 1980. Nhưng Bobby dường như đã biến mất một cách đầy bí ẩn vào khoảng 19 giờ 50 phút sau khi rời quán rượu để về nhà. Chép ở nhà chờ vợ và đã ngủ quên khi đang xem TV. Lúc thức dậy vào khoảng nửa đêm thì anh thấy Bobby vẫn chưa về nhà. Cảm thấy lo lắng nên Chép đã ra ngoài tìm vợ và đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc. Nhưng cảnh sát ở Breckenridge đã nói rằng họ không thể làm gì vì Bobby chỉ mất liên lạc mới vài tiếng đồng hồ. Vì vậy Chép đành phải trở về nhà và tiếp tục chờ đợi. Vào sáng hôm sau, một chủ trang trại đã gọi điện cho Chép, nói là tìm thấy bằng lái xe mang tên Bobby và một số vật dụng khác của cô trên đường gần nhà. Chép khi nghe xong đã lập tức đi đến trang trại và thấy chiếc ba lô của Bobby, cùng với đó là một chiếc găng tay và khăn giấy đẫm máu trên tuyết. Sau đó, một nhóm bạn đã tổ chức tìm kiếm Bobby trên đèo Hoosi đang phủ đầy tuyết. Bobby thường đi con đường này để về nhà. Một lúc sau, thì họ đã tìm thấy thi thể của Bobby đang nằm bên đường, cạnh đống tuyết lớn trên đèo Hoosi và cách Breckenridge khoảng 16 km, nơi mà người ta nhìn thấy cô lần cuối. Các điều tra viên cho biết rằng, thi thể của Bobby đã bị đóng băng dưới thời tiết giá lạnh. Hai bàn tay đã dán sát vào nhau với dây zip buộc xung quanh cổ tay trái. Cảnh sát tin rằng Bobby đã bị bắn vào ngực ở cự ly gần và đang cố gắng trốn thoát kẻ tấn công. Khám nghiệm tử thi cho thấy rằng cô không hề bị tấn công tình dục. Trong bãi đậu xe của đèo Hoosi, cách không xa nơi tìm thấy thi thể Bobby, thì nhà chức trách đã tìm thấy một chiếc tất màu cam không thuộc về nạn nhân và một chiếc móc khóa lớn bằng đồng thau do Jeff đã làm cho Bobby dùng để tự vệ. Vào ngày 8 tháng 1, một ngày sau khi thi thể Bobby được phát hiện, thì một đồng nghiệp đã trình báo rằng Annette Sneed, 21 tuổi, là quản gia tại khách sạn Holiday ở địa phương đã mất tích. Sau khi tan làm, thì Annette đã đến gặp bác sĩ rồi đi nhờ xe để đến một hiệu thuốc ở Breckenridge vào chiều ngày 6 tháng 1. Sau khi mua thuốc xong, thì Annette đã không được ai nhìn thấy kể từ 16 giờ 45 phút, chỉ vài giờ trước khi Bobby mất tích. Annette cũng thường đi nhờ xe. Đây là một trong những lý do khiến điều tra viên nghi ngờ hai vụ án này có thể có liên quan đến nhau. Thi thể của Annette đã được phát hiện vào ngày 3 tháng 7 năm 1982, vào 6 tháng sau khi cô mất tích. Một cậu bé khi đang đi câu đã nhìn thấy thi thể của Annette đang úp mặt xuống nước và còn mặc nguyên quần áo ở con suối cách Breckenridge khoảng 37 km. Nhà chức trách đã không tìm thấy viên đạn nào, nhưng pháp y cho biết rằng Annette bị bắn vào lưng khi cô đang chạy xuống dốc về phía con suối. Họ không thể xác định được thi thể đã ở trong suối bao lâu. Cảnh sát nghi ngờ Annette đã bị tấn công tình dục dựa trên tình trạng quần áo của cô vì dây kéo quần jean đã bị hỏng và đôi giày bị đi nhầm chân. Khi khám nghiệm tử thi, thì nhà chức trách nhận thấy Annette đang đi một chiếc tất màu cam ở chân trái, có vẻ giống với chiếc tất được tìm thấy tại hiện trường vụ án của Bobby. Đôi tất vốn là món quà Giáng sinh mà Annette đã nhận được từ bà của mình. Chi tiết bất ngờ này đã giúp kết nối hai vụ án được phát hiện cách nhau 6 tháng. Đôi tất màu cam đã thuyết phục cảnh sát rằng họ đang tìm kiếm một kẻ giết người hàng loạt. Các điều tra viên tin rằng Annette đã đánh rơi một chiếc tất trong xe của kẻ sát nhân khi đang chạy trốn. Nó vẫn ở đó cho đến vài giờ sau khi hắn cho Bobby đi nhờ xe và đã rơi ra khi cô đang bỏ chạy. Dẫu đã có manh mối quan trọng, nhưng vụ sát hại Annette và Bobby đã khiến cảnh sát bế tắc trong gần 40 năm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, những tiến bộ trong công nghệ ADN đã giúp họ tách một hồ sơ ADN nam giới không xác định ra khỏi mẫu máu tìm thấy trên găng tay và khăn giấy của Bobby. Vào đầu năm 2020, mẫu ADN không xác định đó đã được đưa cho công ty Connect, là một công ty có trụ sở tại Denver chuyên điều hành hồ sơ ADN thông qua cơ sở dữ liệu phả hệ công khai. Sau một năm, nhà chức trách đã nhận được hai cái tên có ADN phù hợp, đó là Alan Lee Phillips, 69 tuổi, và anh trai Bruce Phillips. Bruce cho biết rằng chưa bao giờ sống ở Colorado, nhưng Alan thì có. Alan sống gần Breckenridge và làm việc trong mỏ hàng chục năm, cùng với đó là có cửa hàng cơ khí riêng. Cảnh sát đã phát hiện ra Alan từng bị kết tội hành hung và trộm cắp vào năm 1973, gần một thập kỷ trước khi Bobby và Annette mất tích. Hắn ta sau đó đã bị phạt 6 tháng tù. Khi đó Alan 22 tuổi, hắn ta thú nhận đã cho một phụ nữ đi nhờ xe ở Breckenridge và hành hung cô gái này tại một căn nhà gỗ không người. Sau khi tìm hiểu sâu hơn về lý lịch của Alan, cảnh sát tin rằng hắn ta chính là kẻ đã sát hại Bobby và Annette. Để có bằng chứng, thì họ đã tìm cách bí mật lấy mẫu ADN của Alan để xem có khớp với máu tìm thấy trên đồ đạc của Bobby hay không. Từ cuối tháng 1 năm 2021, cảnh sát đã bí mật theo dõi Alan trong suốt 5 tuần. Vào một ngày, Alan đã vứt chiếc túi đựng đồ ăn nhanh vào thùng rác của bưu điện, gần nơi mà hắn ta đang sinh sống.
cảnh sát đã lập tức nhặt nó sau khi hắn ta rời đi. Mẫu ADN của Erland đã được trích xuất từ nước bọt trên khăn ăn trong túi. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2021, kết quả đối chiếu ADN cho thấy máu của Erland có trên găng tay của Bobby và khăn giấy. Sau đó, xét nghiệm ADN đã được tiến hành trên chiếc tất màu cam được tìm thấy gần thi thể của Bobby, xác nhận rằng hai vụ giết người này có mối liên hệ với nhau. ADN của Annette có bên trong chiếc tất và ADN của Bobby có ở bên ngoài. Khi ghép nối dòng thời gian của các sự kiện vào ngày xảy ra án mạng, thì cảnh sát tin rằng nạn nhân đầu tiên của Erland là Annette. Hắn ta đã cho Annette đi nhờ xe, sau đó tấn công và sát hại cô. Trong cuộc tấn công đó, Annette đã đánh rơi một chiếc tất trong xe tải. Cuối ngày hôm đó, Erland lại cho Bobby đi nhờ xe và cũng định tấn công cô. Khi Bobby đánh trả và nhảy khỏi xe tải, thì cô đã đá văng chiếc tất màu cam do Annette để lại rơi ra ngoài. Theo cảnh sát, nhờ Bobby quyết liệt chống trả, khiến cho kẻ sát nhân đổ máu mới có thể vạch trần tội ác của hắn. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2021, Erland đã bị cảnh sát chặn đường và bắt giữ vì tội giết hai phụ nữ. Hắn ta đã bị buộc tội với hai tội danh giết người cấp độ 1, bắt cóc và hành hung. Tuy nhiên, Erland đã phủ nhận mọi cáo buộc. Sau khi Erland bị bắt, thì một đội trưởng đội cứu hỏa địa phương đã nhớ lại một sự việc kỳ lạ đã xảy ra ngay trong đêm Bobby và Annette mất tích vào năm 1982. Một hành khách của hãng hàng không đã phát hiện ánh đèn bên dưới nhấp nháy tín hiệu SOS và báo cáo chính quyền. Trong cơn bão tuyết dữ dội, người đội trưởng đã dẫn đội cứu hỏa để lái xe lên con đèo bên ngoài Breckenridge và tìm thấy một thợ mỏ tên là Erland Lee Phillips với chiếc xe tải bị mắc kẹt trong đống tuyết. Đội cứu hỏa sau đó đã giải cứu Erland mà không biết rằng hắn ta vừa sát hại hai phụ nữ vài giờ trước đó. Người đội trưởng Dave cũng từng làm việc cùng Erland trong hầm mỏ. Anh nhớ rằng trên mặt của Erland có một vết bầm tím rõ rệt khi đội cứu hỏa tìm thấy hắn. Erland sau đó đã giải thích rằng hắn ta đã bị ngã khi đang đi trong tuyết. Nhưng giờ cảnh sát tin rằng hắn ta bị bầm tím là do Bobby đánh vào mặt bằng chiếc móc chìa khóa bằng đồng. Vào thời điểm đó, câu chuyện về cuộc giải cứu Erland đã xuất hiện trên nhiều tờ báo địa phương và một bản tin còn xuất hiện liền kề với câu chuyện tìm thấy thi thể Bobby. Chỉ đến khi kẻ giết người được xác định vào gần 40 năm sau, thì các điều tra viên mới biết đến được sự thật cay đắng này. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2022, bồi thẩm đoàn đã kết luận Erland phạm hai tội danh giết người cấp độ 1. Vào ngày 7 tháng 11, Erland đã bị tuyên hai bản án chung thân mà không có khả năng được ân xá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.